thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần 4 bồi thường hỗ trợ tới định cư dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh địa bàn huyện Bến Cầu. Ủy ban dân huyện Bến Cầu đã ban hành các thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án thành phần 4 bồi thường hỗ trợ tới định cư dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh địa bàn huyện Bến Cầu và gửi các thông báo thu hồi đất đến từng cá nhân tổ chức có đất bị ảnh hưởng. Tuy nhiên trong quá trình gửi thông báo thu hồi đất có 6 hộ gia đình cá nhân chưa liên lạc được chưa gửi được thông báo thu hồi đất cụ thể. 1. Ông Trần Quốc Bảo, sinh năm 1993, cụ thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, từ đất số 735-739, thuộc tờ bản đồ số 4 tại ấp chánh xã An Thành, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 2. Bà Võ Thị Phố, sinh năm 1994, ngụ thôn Trung Sơn, xã Phụ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, thời đất số 734-738, thuộc tờ bản đồ số 4 tại ấp Chánh, xã An Thành, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 3. Ông Võ Văn Nhân, sinh năm 1982, ngụ ấp 4, xã Xuân Thế Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, thời đất số 733-737, thuộc tờ bản đồ số 4 tại ấp Chánh, xã An Thành, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh bốn Bà Võ Thị Vinh, sinh năm 1996, ngụ thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, từ đất số 732-736, thuộc tờ bản đồ số 4 tại ấp Chánh, xã An Thành, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. năm Ông Phạm Văn Đường, ngụ B1202, chung cư Hoàng Anh Rai View, 37. Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thuê đất số 1166 thuộc tờ bản đồ số 17 tại ấp Chánh, xã An Thành, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 6. Bà Nguyễn Thị Sơn, sinh năm 1941, ngụ 19, xuyệt 19, Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, thì đất số 13 thuộc tờ bản đồ số 16 tại ấp Chánh xã An Thành, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 6 trường hợp trên, Ủy ban dân huyện đã ban hành thông báo thu hồi đất vào ngày 16 tháng 8 năm 2024. Dự kiến thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất từ ngày đăng thông báo đến ngày 31 tháng 10 năm 2024. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bến Cầu thông báo cho các hộ dân nêu trên biết thông tin thu hồi đất và liên lạc trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bến Cầu để cung cấp thông tin có liên quan để lập hồ sơ bồi thường hỗ trợ phối hợp điều tra khảo sát đo đạc kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất. Số điện thoại liên hệ trung tâm phát triển quỹ đất 0663 761 759 hoặc 0909 066 052 gặp ông Lê Ngọc Bình, viên chức phụ trách dự án.